sẽ cần phải đảm bảo cái cỡ mẫu của mình nó đủ lớn. Và cái thứ hai là gì? Chúng ta chỉ cần phải chọn mẫu của mình là chọn mẫu ngẫu nhiên. Đấy. Thế thì đó chính là của Thùy Nguyễn này. Thầy cho em hỏi trong công thức ước lượng cỡ mẫu cho một chỉ số trung bình Tiêu chí chọn D như thế nào là phù hợp ạ? À? Em cảm ơn thầy ạ. À. Thế thì uh, những cái bạn mà hỏi hỏi kiểu kiểu như này nhá. Đấy và đặc biệt là các bạn học sau đại học thì đăng ký lớp nghiên cứu khoa học khai giảng vào ngày 22 tháng 6 mà học nhá. Để mình có thể định hướng cho cái nghiên cứu của mình nó tốt. để các ông phải làm đúng ngay từ đầu chứ còn bây giờ mà từ cái đầu mà mình đã đã bị bối rối rồi ấy, làm nó không đâu vào đâu cả. Đấy, thế thì Đấy, tôi nói khuyên chân rất là chân thành như vậy Thế còn đối với trường hợp này Thì bây giờ bạn hỏi gì tôi cứ trả lời đấy luôn nhé Thế thì cái D này này Cái D này này Thì người ta gọi là độ chính xác tuyệt đối nhé Đấy, nó gọi là độ chính xác tuyệt đối Độ chính xác tuyệt đối Hay chúng ta hiểu nôm nan như kiểu là cái việc là mình uh, Gọi là nó cũng là một cái dạng sai số đấy Tức là mình chấp nhận một cái sai số là bao nhiêu Đấy, và cái D này này Thì nguyên tắc họ thường chấp nhận là là ở cái mức là 0,05, 05 D bằng 0 0,05, 0 ,05 tức là gì? Là mình chấp nhận cái mức độ sai số là 5%. 5%. Đấy, mình hiểu nó là như vậy, tức là mình chấp nhận cái mức độ sai số nó là 5%. Đấy thế thì khi mà mình đưa vào công thức, đưa vào công thức thì mình hiểu cái việc đấy. Thế thì cái không biết là cái gì nhỉ? Cái cái trung bình để tôi xem, tôi check lại cái trung bình xem nó có chọn nó xem nó chọn D theo cái hướng như nào. Đây này cái D D hoặc là nó sẽ lấy theo D hoặc là epsilon Đấy thì thường là gì thường là họ chọn cái D ấy, Nó là 5% tức là cái cái cái, cái mức độ sai số hay là cái độ sai số là khoảng 5% Thế thì bạn hỏi tôi là bây giờ cái ngưỡng cái ngưỡng nào đúng không nhỉ Đấy. thì thường như này là họ sẽ chấp nhận đến cái D này này tối đa tối đa là đến là 0,1 tức là 10% và thấp nhất thì thường người ta sẽ chọn là 1%, tức là 0,01. Đấy thì nó sẽ dao động từ 0,01 cho đến tối đa là 0 0,1. Đấy, 0 0,1. Và thường thì họ sẽ lấy ở cái điểm chung này, ở điểm giữa này này, là 0,05. Đúng không? 0, 0,05 tức là 5%. Thế còn nếu mà lấy tối đa thì lên đến 0,1, tức là mình chấp nhận cái độ sai số là 10%. Đấy thì 10 này thì ở đây này trong trường hợp này này ví dụ như trong ví dụ này thì họ lấy đến 10 phần đấy Thế thì khi mà mình chấp nhận cái sai số nó càng lớn thì cái cỡ mẫu của mình nó sẽ cần là càng nhỏ nhưng mà khi mình chấp nhận cái độ sai số càng nhỏ thì mình sẽ cần phải cỡ mẫu càng lớn hay ngược hiểu ngược lại là gì sai số hay là cái độ chính xác Thế mình mình kỳ vọng cái độ chính xác càng cao thì mình sẽ cần phải có càng nhiều cỡ mẫu còn khi mà mà cái mình không cần cái cái độ chính xác cao Đấy, tức là mình mình chấp nhận cái sai số đến 10% à. Đấy. Thì mình sẽ cái cỡ mẫu của mình nó sẽ nhỏ thôi, nhỏ đi. Đấy thì đấy là tư duy Để chúng ta tính cỡ mẫu và mình mình chọn cái D nó như nào. Bạn Mỹ Huyền bạn bảo là dạ em đang làm đề tài khảo sát mối liên quan sự biến đổi CRP với thời gian nằm viện của bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng. Vậy em tính cỡ mẫu thế nào? em cũng nghe thầy giảng về cỡ mẫu của thầy nhưng chưa biết ứng dụng. Tính ạ, à, em cảm ơn thầy. Thế thì để mà chúng ta có thể tính được cỡ mẫu ấy thì chúng ta sẽ cần phải hiểu là cái bản chất của cỡ mẫu nó là cái gì? Vì sao mình cần phải tính cỡ mẫu và chúng ta tính cỡ mẫu thì mình sẽ cần phải dựa vào đâu? Đấy. Thế thì cái này tôi dạy rất là kỹ ở trong cái lớp nghiên cứu khoa học và thậm chí tôi còn để định hướng cho các bạn cái cách chúng ta tiếp cận làm sao cho nó khôn ngoan nhất anh em ạ cái đấy mới quan trọng ở đây thì rất là nhiều bạn là đôi khi chúng ta rất là thông minh nhưng mà chúng ta chúng ta chưa biết cách khôn ngoan trong cái việc mà lựa chọn cái định hướng nghiên cứu thì cái đấy đôi khi thành ra cái dở giống như kiểu là gì là cái chúng ta cần phải biết tập trung cái năng lượng của mình vào những cái cái khu vực quan trọng đúng không nhỉ nếu chúng ta không biết chúng ta giàn trải và chúng ta không biết được cái định hướng như nào thì kiểu gì mình cũng bị hở sườn đấy ví dụ như là trong trong ừ. chiến trận là như vậy Đấy, nghiên cứu này cũng thế. Thế thì chúng ta khi mà chúng ta khôn khéo thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hướng đi của mình. Thứ nhất là gì? Nó hiệu quả và nó có ý nghĩa Đấy, và sau đó thì mình dễ để mình phiên giải được nó. Thế thì quay lại câu hỏi của bạn Mỹ Huyền này này. Thế thì khi mà em muốn nghiên cứu cái này thì em sẽ cần phải xác định rõ xem là cái vấn đề nghiên cứu của mình là cái gì. Vấn đề nghiên cứu của em đây là CRP hay là vấn đề nghiên cứu của em là thời gian nằm viện? cái vấn đề nghiên cứu của em nó là biến định lượng hay nó là biến định tính thế thì dựa vào đó thì em sẽ cần sau khi em tìm hiểu xong biết được cái kết quả đấy rồi thế sau đó em sẽ cần phải biết xem là gì là cái câu hỏi nghiên cứu của mình thực tế nó là gì em muốn tìm hiểu là cái gì cái giả thuyết nghiên cứu ở đây mình là gì giả thuyết nghiên cứu của mình đây là gì là mình mình so sánh với cái thời gian nằm viện chẳng hạn hay là mình xác định cái thời gian nằm viện hay là gì hay là mình xác định cái sự biến đổi của CRP thì mỗi cái đấy thì nó lại nó lại nó lại nó lại là một cái vấn đề khác nhau. Và sau đó là gì? Từ đó mình mới lựa chọn cho mình một cái một cái công thức tính cỡ mẫu sao cho nó phù hợp và và một cái nữa liên quan đến cái việc là lý do vì sao mình cần phải tính cỡ mẫu đúng nhỉ? Ở đây rất là nhiều bạn băn khoăn về cái việc đấy. Thế thì cái để chúng ta tính cỡ mẫu để chúng ta đảm bảo một cái câu chuyện đó là cái mẫu nghiên cứu của mình ấy, nó có tính đại diện đại diện tức là gì, tức là nó phản ánh được cái cộng đồng mà chúng ta muốn tìm hiểu hay là cái cộng đồng hay là cái cái quần thể, chúng ta nó gọi là quần thể đấy. Cái quần thể mục tiêu ấy, trong tiếng Anh nó gọi là là target population hay nó gọi là study population ấy. Đấy. Thì cái study population đấy thì cái mẫu của mình nó phải đại diện cho cái đấy. Và một trong hai điều kiện để cho cái mẫu của mình có điều kiện nó 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 gọi là nó đại diện. Tức là gì? Là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo cái cỡ mẫu của mình nó đủ lớn và cái thứ hai là gì chúng ta chỉ cần phải chọn mẫu của mình là chọn mẫu ngẫu nhiên đấy thế thì đó chính là cái lý do vì sao mình cần phải tính cỡ mẫu và chúng ta hiểu một cách sâu sắc nữa tức là gì khi mà mình tính cỡ mẫu ấy là mình đảm bảo cho cái vấn đề nghiên cứu của mình nó có thể xảy ra ở trong mẫu để mình mới có thể tính toán mình nghiên cứu ở trên cái mẫu của mình đấy thì đấy chính là cái cái bí mật ở đằng sau thế thì ở đây thì mỹ huyền đang hỏi tôi một câu hỏi rất là chung chung và dường như là em chưa định hướng được cái vấn đề nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu cho nên là nó sẽ rất là khó để mà tôi sẽ không thể thể nói cho em biết được là là cái công thức nào là cái công thức phù hợp cho em lời khuyên là gì là nên tìm một cái khóa nghiên cứu khoa học nào đó mà học và hoặc là gì hoặc là tư vấn thêm các cái thầy cô hướng dẫn của mình ấy để mình có thể xác định được nó có hai thứ cốt lõi thứ nhất là đối tượng nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu của mình là cái gì sau đó mình cái câu hỏi nghiên cứu của mình là gì thì hai cái thứ đó và một cái thứ ba nữa nếu mà nếu mà nếu mà thực sự mà em là cái người mà hiểu về nghiên cứu ấy, thì nó có ba thứ này thứ nhất là vấn đề nghiên cứu của mình là gì này thứ hai nữa là câu hỏi nghiên cứu là mình là gì và sau đó mình lựa chọn ra cho mình cái thiết kế nghiên cứu mà có ba cái thứ đấy thì mình sẽ lựa chọn được cho mình cái cái công thức tính cơ mẫu sao cho phù hợp rồi thì đấy là câu hỏi của câu trả lời cho Mỹ Huyền nhé câu hỏi cho Mỹ Huyền nhé xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi